Hello TV, chúng tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay thì Dũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn cái bí quyết hoặc là cái kinh nghiệm dòng cây để cho cây nó đỡ bị cong đổ nhé. Kể cả chúng ta cắm cây vào rồi như Dũng nó vẫn bị cong đổ. Thì nói chung là vẫn phải là gì, qua cái quá trình mình làm ấy, rút những cái kinh nghiệm ra thì mình mới biết được. Như Dũng làm rất lâu nhưng mà thực ra đến bây giờ thì mình suy nghĩ ở đây này, quý vị quan sát nhé. Tại sao mà cây cứ gió là hay đổ như thế này? Thì cái nguyên nhân chính là do Dũng để nó nặng cành quá. Vì vậy chúng ta cứ bây giờ trước hết là muốn cây nó khỏe mà nhanh ấy. Theo như Dũng là chúng ta nên phải hạ bớt dăm cành thế này xuống, đúng không ạ? Bên cạnh cái đấy thì chúng ta sẽ nuôi chồi gốc. Chính vì nuôi chồi gốc thì nó sẽ tạo ra bệ. Như hôm trước Dũng chia sẻ đấy. Thì nuôi chồi gốc thì những cái rễ nó nổi lên này. Nhưng mà chúng ta sẽ để lại những cái chồi gốc thì bắt đầu nó mới khỏe, những rễ phát triển nó to ra nó cứng cây. Khi cái rễ dưới nó khỏe bắt đầu chúng ta mới lại nuôi chồi sau thêm một chút thì chúng ta đẹp được tất, mà cái thai là cây vừa khỏe quý vị các bạn nhé. Thì có nghĩa này Dũng giải thích thêm lại một chút nữa là những cái mầm, riêng những cái mầm gốc nhé mà mọc ở trên thân chính như này là chúng ta nên vặt bỏ, còn chúng ta tỉa bớt những cái chồi ra, loại bỏ bớt ra, còn chúng ta phải để rong một chút mầm cái chồi gốc lên, khi nó to lên một chút chúng ta lại cắt bỏ. Thì để mục đích chính để nó to, cái những cái rễ ra này, nó chảy rễ ra nó to, được thứ nhất được bệ, cái thứ hai là khỏe, nó giữ được cái cây. Khi cái rễ chúng ta phát triển nó chắc rồi thì chúng ta bắt đầu thấy là gì, mấy lúc đấy mới lại nuôi cái dăm trên này. Đấy là theo như Dũng cái kinh nghiệm như vậy, cho nên là cái cây chúng ta sẽ tránh được hế đổ. Bởi vì đây nhé, bởi vì cứ thực tế là cái gì, những cái cây đơn này của Dũng, đỏ cờ văn chấn này của Dũng, bởi vì nó lên được nhiều mầm gốc hơn lên như này. Đây thì cái củ nó rất phát triển rất nhanh đây nhá. Đây củ phát triển, củ bệ nó phát triển nó tròn to nhanh. Còn những cái đơn nhung kia thì lên mầm gốc ít hơn. Cho nên là nó hay bị nghiêng ngả rồi thì nó gió là thơm. Thế chính vì vậy cho nên là theo như Dũng là chúng ta nên là cái gì? Nên để cái chồi gốc mà đồng thời là chúng ta trượt tiêu bớt những cái ngọn đi, khi nó vừa đẹp cây mà đồng thời là nó lên được nhiều chồi, nhiều gian như này sẽ khiến cây nó đẹp hơn. Bây giờ thì Dũng đấy là cái kinh nghiệm thực tế Dũng thấy thế quý vị các bạn ạ. Quý vị và các bạn xem hay nhớ cho Dũng xin một like nhé, một nút chia sẻ, đăng ký kênh giúp Dũng. Vâng, thì đây là những cái cây của Dũng, thì báo cáo quý vị các bạn là hoa nó quá nặng hoa luôn quý vị các bạn, cong hết cả cây. Hoa cong hết cả cây, bây giờ Dũng sẽ cắt dăm rồi chốt bớt xuống. Alo. Chưa đi được nhé. Vâng thì đây thưa quý vị các bạn, những cây này thì thứ nhất là hoa nó quá nặng luôn, cho nên là bắt buộc là Dũng sẽ hạ bớt cây xuống. Và Dũng làm thì bao giờ Dũng cũng cắt dăm đau hết quý vị các bạn. Dũng sẽ thực hiện là cắt dăm để cho nó phát triển bộ rễ, cho nó thẳng cây luôn, đỡ phải buộc nẹp. Thực ra vừa làm chúng ta vừa đúc rút được những cái kinh nghiệm quý vị các bạn ạ. Chứ không phải là cứ, mà cái kinh nghiệm đấy thì nó phải xuất phát từ thực tế ạ. Chứ không phải là chúng ta cứ nói. Chứ nói là kinh nghiệm là có đâu ạ.
Vâng. Đấy, những chốt hết. Đây như cây này thế nó nặng hoa quá này quý vị các bạn. Nó nặng quá cho nên là nó cong hết cả cây ạ. Nặng quá đến nỗi là nó cong cong hết cả cây thì Dũng. Đây như các bác thấy là đây nha, Dũng vừa cắt hoa này, hoa cực kỳ nhiều luôn. Hoa hoa dã man. Nguyên hoa này các bạn, chính vì nó nhiều hoa lên răm nhiều hoa cho nên là khi cái cây nó bị nó cong hết cả xuống này quý vị các bạn, bổng rất to. Vâng, thì cũng như Dũng chia sẻ rồi, rất nhiều lần mà khi Dũng cắt cây là Dũng cắt rất đau quý vị các bạn. Dũng cắt rất đau, cắt coi như là cắt triệt để luôn quý vị các bạn. Đấy, như cái cây Dũng cắt hôm trước, cắt cho anh ở trong Tây Nguyên, giờ mầm đã lên như này các bác này, lên cực kỳ nhanh luôn. Đây, có những mầm tốt hơn lên như này mà khi cắt cái này các bác thấy là gì, khi cắt tàu lên mầm nó dày đúng không ạ, dày mi miên luôn. Vì vậy là Dũng cũng chia sẻ rất chân tình với quý vị các bạn là gì, khi làm chúng ta nên cắt đau làm kỹ kỹ ngay từ đầu, sau này đỡ tiếc. Còn để chúng ta cứ để sau này làm rất tiếc ạ. Đấy, như cây này nó nặng quá, nó cong hết xíu hết bông rồi, quý vị các bạn. Đấy, cho nên là giống thì mới quyết định lên mọi thứ quý vị các bạn nhé. Đây. Ừ, về nhá. Đây. Hoa to đùng vành luôn. Cầm điện thoại của ai thế anh? Đấy. Bông to khủng khiếp các bạn. Đấy.
Nói chung là giống cây của Dũng thì Dũng không phải nói nhiều. Thực ra thì có người thì bảo là hoa nọ đẹp, hoa kia đẹp, nhưng quan trọng là cái nào mình thích thì là cái đấy đẹp. Cũng như con người ra thế thôi. Đẹp với người này thì lại xấu với người kia. Xấu người này đẹp người kia, cho nên là khi mà chúng ta thích loại hoa nào thì là loại hoa đấy đẹp. Nhưng mà quan trọng nhất cái đẹp thì phải được cái phần đa số người ta thích, quý vị các bạn ạ. Đấy, quan điểm Dũng là vậy. Vâng, thì cuối chương trình cho Dũng xin được gửi lời chào, chúc sức khỏe.